Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hiện tại em đang ở Đức á mọi người. Ở đây là Düsseldorf của Đức á mọi người. Đây đường phố ở Đức như thế này nè mọi người. Lát em sẽ vô trung tâm chơi á mọi người, ở chỗ đó rất là đẹp luôn. Một lát em vô tới đó em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây. Đây là đường phố ở Đức đó mọi người, ở Düsseldorf của Đức á. Cái thành phố này rất là lớn luôn mọi người. Bữa nay trời không có đẹp lắm, hôm nay rất là nhiều sương mù. Hồi nãy trên đường em đi á mọi người, rất là nhiều sương mù luôn. Đây phía trước có cái tòa nhà đẹp quá nè mọi người. Tòa nhà rất là cao luôn. Zara nè mọi người. Đây có tiệm Zara nè. Xung quanh đây cũng rất là nhiều tiệm luôn mọi người. Đây. Hai bên đường rất là nhiều xe đậu. Bây giờ mùa đông cây cũng lá hết rồi mọi người. Ở đây cũng có tiệm H&M nè mọi người. Đây H&M nè. Ở bên Đức cũng đang sale luôn mọi người. Lát em cũng vô H&M coi có gì mua không. Quanh ở đây rất là nhiều tiệm, bữa nay cũng nhiều người đi chơi. Xung quanh ở đây có nhiều tiệm đồ hiệu lắm mọi người. Đây rất là đông người. Đây tiệm Burberry. Chanel nè mọi người. Đây. Em đang kiếm chỗ đậu xe đó mọi người. Em đậu xe xong thì em sẽ đi vòng vòng em quay xung quanh cho mọi người xem nha. Phía trên nó có cái nhà thờ lớn đó. Đây Dior nè mọi người. Đây Louis Vuitton nè mọi người. Ủa đây có nguyên một cái tiệm Louis Vuitton luôn. Miu Miu. Rất là nhiều hiệu nổi tiếng. Giống như tòa nhà đó, mọi người rất là đẹp luôn. Hôm nay ở đây rất là đông người nha mọi người. Đây, phía trước này thì có cái nhà thờ. Ở đây là thành phố lớn của Đức luôn á mọi người. Bây giờ là 12 giờ trưa ở đây á mọi người. Đây, trên đó có cái đồng hồ á, 12 giờ trưa. Hôm nay trời cũng lạnh á mọi người, giờ này 4 độ rưỡi. Hồi sáng hình như có 2-3 độ gì à. Bây giờ thì được 4 độ rưỡi. Cũng hơi lạnh. Thông mọi người. Đây hai bên đường có nhiều cây thông rất là đẹp.
Xin chào mọi người, em đã vô bên trong rồi nè mọi người. Bây giờ em sẽ đi xung quanh, quay xung quanh cho mọi người xem nha. Người ta bán rất là nhiều đồ ăn luôn mọi người. Đây, người ta bán rất nhiều đồ ăn. Bây giờ em sẽ đi lên tầng trên nha mọi người. Đây, ở đây có tiệm nước hoa Dior nè mọi người. Đây, nước hoa đây mọi người. Chanel. Đây. Ở đây có tiệm quần áo, ta đang bán sale nè mọi người. Phía trước đó có một cây thông rất là đẹp luôn mọi người. Ở đây ta bán rất là nhiều chocolate luôn mọi người. Rất là nhiều loại chocolate luôn. Đây mọi người. Toàn là chocolate không á mọi người. Rất là nhiều loại. Phía trong nó có đậu phộng, có hạnh nhân, đủ thứ hết. Đây mọi người, đây là cái tiệm bán chocolate phía trong. Ở đây có rất là nhiều trang sức đẹp luôn á mọi người. Đây. Rất là đẹp luôn, nhẫn, dây chuyền, lắc. Rất là đẹp luôn á mọi người. Đây. Đây mọi người. Đây có chiếc lắc dễ thương. Phía bên đây thì nhẫn cưới nè mọi người. Bên đây là nhẫn cưới. Ở đây nữa nè mọi người. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Rất là đẹp. Nó đẹp quá mọi người. Đây. Đây phía trong đây mọi người rất là đẹp. Rất là nhiều giày đẹp luôn á mọi người. Đây. Xung quanh đây rất là đẹp mọi người. Phía trong này rất là ấm, người ta trang trí mấy cái đèn nhìn thấy đẹp. Xem nha, đây. Rất là nhiều luôn mọi người, rất là nhiều nhẫn, dây chuyền lắc đẹp đẹp không à mọi người. Đây. Toàn là hộp sòn thiệt không luôn á mọi người, nhìn thấy mê luôn á. Quá trời đẹp luôn, mẫu nào cũng đẹp hết. Đây. Rất là nhiều luôn. Rất là đẹp. Đây, xung quanh ở đây người ta trang trí mấy cái đèn rất là đẹp. Đây phía trên có rất là nhiều tầng luôn mọi người. Đây. Xuống ở trên đó luôn á. Rất là nhiều tầng luôn. Xung quanh ở đây có rất là đây có mấy con gấu nhìn rất là dễ thương nha mọi người. Em sẽ đi tiếp nha. Đây cũng có tiệm bán đồng hồ Chanel đây mọi người. Phía trong rất là đẹp luôn. Tiệm này bán nước hoa mắt kính. Phía ngoài này có nguyên một cái chai nước hoa Chanel No 5 lớn lắm nè mọi người. Người ta trưng mẫu á mọi người. Đây. Phía trong tiệm rất là sang, rất là đẹp. Đây, bán nước hoa mắt kính. Bây giờ em đi ra phía ngoài mọi người. Đây mọi người. Hiệu này rất là mắc tiền luôn mọi người. Đây mọi người rất là đẹp luôn. Cái đồng hồ như vậy là 27.000 mấy đó mọi người. Đây. Ở đây có đồng hồ, nhẫn, vòng.
là đẹp luôn mọi người. Đây chiếc dòng phía trên đó mọi người, 45.000 mấy. Chiếc dòng lớn này 87.000 mấy nè mọi người. Em sẽ quay xung quanh cho mọi người xem nha. Đây. Ở trong đây người ta cũng bán đồ ăn nhiều lắm mọi người. Đây phía trong đây người ta cũng bán rất là nhiều bánh. Bánh ngọt. Đây mọi người. Có rất là nhiều bánh ngọt. Đây phía trong tiệm bán bánh. Đây mấy chiếc xe này là taxi không á mọi người. Em đang đi bộ đến đó. Phía ngoài này rất là đông người. Hôm nay đây vui lắm mọi người, rất là đông. Đây mọi người, ở đây có tiệm Louis Vuitton nè mọi người. Người ta đang đứng xếp hàng để mở cửa đó mọi người. Đây, Louis Vuitton hiểu đây rất là mắc luôn mọi người. Người ta đang đứng xếp hàng, người ta vô để người ta coi túi xách. Đây tiệm Dior, phía trong bán túi xách quần áo. Phía trước có tiệm Prada. Phía bên đó thì có tiệm Hermes đó mọi người, Burberry nè mọi người. Đây có cái tiệm Burberry. Và Cartier đó mọi người. Đây, phía trước nguyên một cái tiệm Cartier. Hiệu này cũng nổi tiếng đó mọi người. Phía bên đó có nguyên một cái sân đó mọi người. Người ta làm bằng tuyết giả cho con nít đó. Chơi tuyết ở bên đó, người lớn cũng chơi được lắm, giống như người lớn cũng chơi được đó mọi người, giống như đi patin vậy đó mọi người. Đây. Đúng mọi người. Đây, xung quanh ở đây nè mọi người rất là đẹp luôn. Có nhiều cái tòa nhà đẹp lắm luôn đó mọi người. Đây. Ở đó có một người đang đánh đàn.